Hai chào anh em, chào mừng các bạn đã quay trở lại với mình. Thì rất vui được gặp lại các bạn. Thì mình là Lộc đây nha. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Xem cái này. Như anh em có theo dõi mình á, thì anh em thấy là đa phần là mình nuôi cá bằng thùng xốp. Và mình cũng đã thử qua rất là nhiều cái loại hình nuôi cá, giống như là hồ lót bạc và hồ lót bạc, thùng xốp lót bạc, rồi khay nhựa, khay tầng, hồ kính, rồi chậu xi măng, tất cả mọi thứ. Nhưng mà rồi cuối cùng thì mình thấy cái thùng xốp là một trong những cái lựa chọn tốt nhất của mình. Cái thùng xốp là một trong những cái lựa chọn tốt nhất là bởi vì nó hội tụ dường như là gần như là 9 trên 10 cái công dụng mà để nuôi cá bảy màu. Thứ nhất là cá khỏe, thứ hai là nhàn, thứ ba là rẻ, thứ tư là nhàn, rẻ, nhàn, rẻ. Quan trọng nhất là kinh tế, rẻ, rẻ. Cái nữa là mình có thể là sơn nó đủ màu sắc, thay vì mình mua một cái chậu màu xanh, chậu màu đen, chậu đỏ thì mình có thể sơn nó đủ màu sắc, thích màu vàng thì sơn màu vàng, thích màu xanh thì sơn màu xanh, thích màu nào sơn màu nấy. Và cái nữa thì anh em không sơn dễ cho nên để màu trắng thì nó vẫn đẹp, màu trắng rất là đẹp, màu trắng là đã nuôi cá được rồi. Rồi ok anh em, thì đó, cái video ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với anh em là về cái vấn đề vì sao mình lại chọn thùng xốp là một trong những cái thùng mà mình ưu tiên, loại mà ưu tiên hàng đầu để nuôi cá. Đó. Mình sẽ chia sẻ với anh em. Hiện tại trước mặt anh em đang là một con rồng đỏ. Anh em thấy không? Đuôi nó này. Ghê không? Mình nó còn hơi nhát cho nên là mình phải bỏ cái này vô đây cho nó đỡ, phải nó cảm thấy an toàn hơn. Đó. Rồi, ok anh em. Trước mắt anh em đây là một con rồng đỏ ha. Thì vì sao mình chọn cái thùng xốp, luôn luôn chọn thùng xốp chứ không phải là mới đây nữa. Mình dường như mình ưu tiên tất cả, kể cả cá giống nè, rồi cá con, cá gì mình cũng thùng xốp hết. Thì vì sao lại như vậy? Mình chia sẻ luôn với anh em này. Trên đây á, là một cái thùng xốp màu trắng, nó rất là trong luôn, hệ vi sinh rất là tốt, mình chỉ cần bỏ vô ít đá ít đồ thôi là hệ vi sinh rất là tốt. Cái thứ hai nữa là thùng xốp nó giữ nhiệt rất là tốt, ngoài trời á, thì đang rất là nắng, có lúc thì nó mưa, có lúc thì nó nắng, lúc thì nó lạnh, nhưng mà cái thùng xốp thì luôn luôn giữ một nhiệt độ nhất định, nó không thay đổi nhiều. Trời thì nắng chang chang mà trong thùng xốp mình nó vẫn lạnh, nó lạnh như buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều gì đó, nó vẫn lạnh như vậy thôi, nó không có thay đổi ha, không thay đổi nhiều nó. Cho nên là cái thùng xốp thì cá bảy màu nó rất là khỏe luôn. Cái nữa là cái thùng xốp nó, thường những cái thùng xốp này nó có cái độ cao nhất định, thường là rất là cao, như thùng của mình đây nó cao tầm 40 lần á. Thì vì lý do vì sao mà mình nói là cái thùng xốp này nó cao là nó tốt, bởi vì đối với những dòng cá mà anh em chơi vây đuôi hay vây lưng này, thì khi mà mình ở thùng xốp mình không có dùng oxy. Thùng xốp thì thực tế mà nói thì mình rất ít khi nào dùng oxy. Có thì tốt thôi, nhưng mà mình không có dùng. Thì khi mà anh em nuôi những dòng cá mà vây lưng với vây đuôi cao như thế này á, thì anh em nên để mực nước cao. Thì khay nhựa anh em mà dùng mua được cái thùng mà có mực nước cao như này á, thì nó rất là mắc tiền. Còn có thùng xốp thì nó chỉ dao động hơn nhau cỡ 10-20 ngàn gì đó một thùng, nếu như thùng cao hơn hoặc là thùng thấp hơn. Thì đó, anh em thấy là mình để mực nước nó ở khoảng tầm, cái thùng này nó được 2, thùng này dài 40 thì mực nước nó khoảng tầm 35 xăng là anh em có thể là form cho cái cá, những con cá mà chơi vây đuôi này, nó lên rất là đẹp luôn. Tại vì khi mà mình để mực nước cao á, xong mình cho ăn, mà cho ăn kiểu cho ăn ở trên mặt á, thì nó bơi lên bơi xuống, bơi lên bơi xuống á, thì nó vận động á, thì nó rất là khỏe cá luôn. Đó là rất là nhiều là những cái mặt lợi ở trong đó. Thì đối với thùng xốp này á, thì mình nuôi màu trắng thì mình nuôi được rất là nhiều. Đa phần á, thì màu trắng nó sẽ nuôi được dường như là tất cả các dòng cá. Đó. Thì
mình sẽ cho anh em xem. Mình sẽ cho anh em xem cái thùng bên này. Đây, đây là cái thùng màu vàng mình mới vừa set up xong và sẽ nuôi phun gôn, thì cũng là một cái thùng xốp. Thùng xốp này nó có một cái độ dày hơn cái thùng xốp bên này, thấy không? Rất là dày luôn. Và mình sơn chống thấm luôn rồi, sơn chống thấm màu vàng, anh em thấy không? Đó, đổ phun nước luôn cũng không sao này. Rất là cao, rất là dày luôn. Thì một cái thùng này với cái giá 80.000, 85.000 và mình sơn lên nữa, đó, thì mình được một cái thùng nó rất là cao, rất là rộng như thế này. Thì mình sơn màu vàng, mình sẽ nuôi phun gôn. Thì cái hồ này mình sẽ để là mình nuôi phun gôn. Thì anh em thấy là cái thùng xốp nó rất là khỏe. Và cái tiếp nữa mình cho anh em xem cái lợi ích của nuôi thùng xốp này. Đây, thùng xốp này dường như là mình một tuần hay nửa tháng gì đó mình mới thay nước một hút cặn một lần luôn á. Nó rất là trong luôn, mặc dù nó màu nó không còn gọi như là trắng nữa, nhưng mà nó rất là trong, anh em thấy không? À, nó luôn luôn trong, rất là hay luôn, hay luôn, hay hơn nhiều so với khay nhựa luôn. Khay nhựa như thế này, khay nhựa như thế này, anh em thấy này nó vẫn có thấy cặn, thấy đồ nó dơ giấy ván rồi chứ. Nhưng mà cái thùng xốp này mình không biết vì sao mà nó lại trong đến được như vậy luôn. Nó nhìn vậy thôi chứ cá rất là khỏe luôn. Và mùa nắng mùa gió gì đó anh em có thể là lấy cái nắp của nó đậy lại thì bao cá khỏe ha. Thì đó là những cái chia sẻ của mình cho anh em nào. Anh em đừng có ngại mà kêu ở thùng xốp phải thế này thế khác, và cũng không nhất thiết cần phải lót bạc luôn. Mình chỉ cần mua về bỏ cho nó vài cục đá thôi, vài cục than tổ ong hay là vài cũng ít sỏi thôi là mình nuôi rất là tuyệt vời luôn. Đó, bên cạnh đó là mình có những cái thùng xốp mà mình nuôi cá con nè, thấy không? Rải một lớp đá đây và nuôi. Thì mình nói anh em là bao khỏe luôn. Mặc dù nước lạnh nhưng mà nó không có thay đổi. Đó, thấy không? Nên là cái thùng xốp là một trong những cái mà mình cái đồ nuôi cá mà mình ưu tiên hàng đầu. Đó, anh em thấy phần gôn mà nó khỏe mà nó bơi không? Wow. Chạy này. Nó vàng khe luôn, vàng ươm luôn, anh em thấy không? À, nó lanh chanh không? Chạy này. Đó, lanh chanh không? Thì anh em thấy không? Thùng xốp màu vàng mình chỉ cần sơn lên màu vàng nuôi thôi. Cái thùng này chỉ có giá là 60.000 thôi. Thùng này chỉ có giá là 60.000 thấy không? 60.000 là nuôi cặp phun gôn này 45.000. 60.000 để nuôi một cặp phun gôn 400.000 đó. Anh em thấy không? Đó, rất là đẹp luôn. Còn lại á, những cái chậu rồi này kia nó thứ nhất là nó mắc tiền. Một cái chậu này của mình là 500.000 một cái chậu. Rồi chưa nói là nặng nề nữa. Rồi không có, nặng nề, không có di chuyển đâu được, không có lật hồ đâu được. Đó, mặc dù là nó ok lắm nhưng mà nó không có, không lật hồ, không có trà hồ, không có rửa hồ được như thùng xốp. Đó, đó là một trong những cái lợi ích mà mình thấy là cái thùng xốp nó mang lại. Mình rất muốn và rất khuyến khích anh em mới tập chơi hoặc là chơi lâu cũng vậy, rất khuyến khích anh em là dùng thùng xốp để nuôi cá bảy màu ha. Đó, thì anh em xem và có thể là anh em nào chưa nuôi thì có thể là làm một cái thùng xốp xong về mua một cặp cá về và bắt đầu trải nghiệm với việc nuôi cá bảy màu, vừa rẻ này, vừa nhàn này, nó cá vừa khỏe nữa đó anh em ha. Thấy không? Đó, rất chi là ngon lành cành đào luôn. Rồi hẹn gặp lại video lần sau nha, chúc em thật nhiều sức khỏe và nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ mình. Và mình sẽ xin kết thúc video tại đây, và bây giờ mình sẽ cho tiếp tục cho tụi nó ăn buổi trưa. Đó, bye anh em nha.